Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái cách để tự set up một bể terrarium để bàn mini tại nhà và những cái cây xung quanh nhà, không mất phí tiền mua cây nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái chậu thủy tinh terrarium mini hình cầu như thế này, mọi người có thể mua tại Shopee nha, giá khoảng hơn 100k. Bước 1 thì mình sẽ dùng bông để bịt cái lỗ này lại, mục đích là để cho nó thoát nước nhưng mà không bị rớt những cái sơ dừa và đất ra ngoài. Giờ thì mình sẽ ra ngoài vườn tìm một vài cây dương sỉ để bỏ vào trong. Do thể tích của mình cũng khá là nhỏ nên mình sẽ tìm một cây nhỏ phù hợp với thể tích của mình. Ở đây mình đã tìm một cây dương sỉ nhỏ nhỏ xinh xắn như thế này đây. Mình sẽ đi tìm thêm một cây thứ hai nữa để cho cây nó sinh động hơn. Thực ra trong vườn của mình thì nó chỉ có thêm mẫu này nữa thôi, là mini thôi. Còn lại những cây khác thì rất là to. Khi đánh dương sỉ thì mọi người lưu ý là có thể đánh bầu và tỷ loại thì mọi người có thể lấy hết các cái rễ con của nó, lấy càng nhiều càng tốt nhá. Như vậy thì nó sẽ dễ sống và nó không có bị chết. Tiếp theo thì mình sẽ đi tìm rêu. Rêu thì đơn giản rồi, cứ chỗ nào có độ ẩm có hay có nước ấy, thì nó sẽ có rêu. Mọi người lưu ý khi đánh rêu thì nhớ đánh theo tảng nhá. Tảng càng to thì mình sẽ càng dễ ghép. Ở đây mình đã đánh được một cụm rồi. Như vậy thì mình sẽ phải đánh thêm ha. Sau khi đánh được rêu thì mọi người dùng kéo để cắt bớt cái lớp rễ phía dưới đi, cho nó mỏng đất đi. Như vậy thì nó sẽ dễ ăn vào đất ở lần thứ hai khi mà mình cấy nhá. Nhưng mình đã kiếm được khá rêu rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị thêm vật liệu để chuẩn bị trồng và set up bể nha. Bước 1 mình sẽ lót vào bể một lớp sỏi như thế này. Mục đích là để sỏi sẽ làm mát cho đất và đồng thời là thoát nước và giữ ẩm luôn. Ở bước lót sơ dừa thì mọi người lưu ý, sơ dừa thì mọi người nên chia làm hai loại là sơ dừa dây thô và sơ dừa mịn. Sơ dừa dây thô thì các bạn nên lót ở lớp thứ 2 và sơ dừa mịn thì lót ở tầng thứ 3. Đặc tính của sơ dừa là vừa là dưỡng chất mát mà giữ ẩm rất là tốt mà lại còn thắt nước nữa. Như vậy thì cây của các bạn nó sẽ không bị úng ha. Kế tiếp là bước trồng cây thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái nhíp trồng cho nó dễ. Lựa cái thế nào cho nó thuận mắt và đẹp thì tùy mọi người thôi. Sau đó mình ịn cây và là xong. Kế tiếp thì mọi người chỉ việc lót rêu đó thôi là xong rồi. Cái việc lót rêu thì mọi người dùng nhíp để lót. Lót làm sao cho nó kín cái bề mặt của bể terrarium là ok rồi ha. Trong khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng nếu các bạn chăm sóc tốt thì rêu nó sẽ ra rễ và nó bám vào phần sơ dừa. Như vậy thì các cái phần rêu nó sẽ kết dính lại với nhau và nó sẽ lên những cái mầm mới, sẽ xanh hơn và nó sẽ thành liền lạc hơn, nó sẽ đẹp hơn nha. Mình sẽ trang trí vào bên trong thêm một vài viên đá quậy nhỏ để cho nó đa dạng hơn và nhìn bể terrarium nó cũng sinh động hơn. Ở ngoài môi trường thì còn tồn tại rất là nhiều những cái cây tiểu cảnh mini để cho các bạn set up terrarium tùy vào từng cái khu vực thôi. Các bạn có thể lên Shopee để tìm kiếm thêm rất là nhiều những cái loại đẹp hơn. Ở đây mình chỉ chọn 3 cái loại này mà ai cũng có thể tìm được nha, xung quanh nhà mình. Khi tưới cây thì mọi người lưu ý là nên chọn một cái bình xịt dạng xương, phun xương càng mịn thì càng tốt nha. Thứ nhất là nó không gây úng cho cây và nó tạo độ ẩm rất là tốt ha. Cà rêu và dương sỉ thì đều là hai loại thực vật ưa bóng râm và độ ẩm nên mọi người tưới thường xuyên. Và khoảng từ 3-5 ngày thì mình có thể phơi nắng cho nó vào mỗi buổi sáng từ 1 đến 2 tiếng là ok rồi. Và đây là thành quả của mình đây các bạn. Đây là bể terrarium của mình sau 30 phút set up ha. Chúc các bạn có những bể terrarium thật đẹp để trưng bày trong phòng làm việc nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì đừng quên bấm follow và thả tim cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.